Đây nhá, cái dây mà đang căng đây chỉnh dầm xong rồi nè. Dây này là đã trừ vào 7 phân nhá. Đây cọc gốc của nó đây nhá. Dây mình đang căng này từ đầu đến cuối kia đang là trừ 7 phân hết rồi đấy. Lúc nào nghiệm thu thì đây cái cọc này đang trừ 7 phân này. Còn trả về cái cọc mốc gốc này là mốc gốc này là pin này. Ừ đấy, mốc gốc là biên, còn dây này anh đang căng là trừ 7 phân rồi đấy nha. Đấy, trừ 7 phân. Còn hơn cả 7 phân luôn, thoải mái luôn. Đấy nha. Ừ, 7 phân, 8 phân. Đấy là để cho khỏi nấn sang đất nhà bên rồi nha. Để be cốt pha xong đổ có phình. Kể cả em phình đến tầm 3, 4 phân thì vẫn không chết được đâu nha. Nhưng mà vẫn là phải đảm bảo cố gắng chống làm sao ken chặt chân này. Chống căng đầu này nha. Mặt bên này cũng vậy này. Đây mặt bên này cũng thế này. Mặt đấy bên này anh đều trừ. Đây anh trả về dây biên rồi, nhưng mà lúc trước thì có căng cái con dây này đấy, anh đang nóp vào ít nhất 4-5 phân đấy. Mặt này cũng thế. Chiều dài thì đương nhiên là đủ rồi. Chiều dài mốc đó, thứ mình còn nguyên. Mình không hề thay đổi gì. Mình đang chỉ dập dầm vào đây kẻ rất chân biên đây rồi. Đấy con này chân mốc đây này. Đấy. Đây con này đây là biên đây. Biên gốc của nó đấy. Đây là thông khí nhà đây, nếu mà đây dí thử con này là còn mấy phân được con biết ngay đây, ít nhất 4-5 phân đâu, con này ra tí 7 phân thấy chưa, chán chưa, 6 phân đây đấy, 6 phân thoải mái chưa, thoải mái thế thì bố mẹ đi đây 6 phân nhá. Mặt bên này em thoải mái nhá, be nhá, be đây là cái biên cuối cùng của nó này, này. Đây con biên cuối cùng này. Đây là con pin này, bây giờ anh rút lại thì biên gốc con này đang bớt lại hết lại đấy nha. Bên duyên tuyến dọc này cũng thế nha. Nghĩa là be cốt pha đổ xong bên này, đổ xong bên này cứ cho bên này thoải mái. Bên này là em có chạy hết tầm thì thoải mái vẫn vào biên của mình. Bên kia vậy đang kiểm hết rồi nha. Nghĩa là không nấn cả kẻ ra đất xã hội hay là đất ngoài. Đấy, thép đài, thép dầm đã buộc. Nhưng chính. Nhưng mà đủ thông thủy nhà chưa? Đủ. Đây thông thủy đây thì mình vẫn đang đo đây ấy. Bây giờ nha, bây giờ em yêu cầu đây anh có chống sáng nay anh buộc cho mấy cái chống dẹo đây này. Em yêu cầu buộc hết con chống dẹo các dầm ngang này này, buộc thành hình thang này này, một con đâm ra một con đâm như này. Đúng không? Đấy, yêu cầu buộc hai con chống dẹo, mấy con chống dẹo lên hết các dầm kia đi để cho nó khỏi bị dẹo ra ngoài này. Đấy, đáy dầm nó không buộc chống dẹo, đầu dầm nó đun ra đáy dầm nó ượt vào này. Yêu cầu bổ sung con chống dẹo dầm ngang này đi nhá. Đấy. Buộc đi, buộc chống dẹo này này, buộc hai con chống dẹo này này, hình thang này để nó chống khỏi đâm ra bên này. Nó sụp đấy. Đấy bảo cô với chú kia làm cái này ấy, làm mấy con chống dẹo dầm ngang này này. Đây dầm ngang con này anh khóa chống dẹo này, nhìn chưa này. Anh làm chống dẹo rồi này. Đấy làm chống dẹo. Ít nhất mỗi con được khoảng hai con chống dẹo như này đây. Đấy nó không bị sẹo đầu, đầu nó cứng hết. Đấy đắc đài nó lên hết rồi. Bây giờ thằng Trung nó đang cấy sắt cổ cột. Sắt cổ cột nó lo được. Đấy bây giờ là cái hố pit thì đã đan mặt trên đấy là buộc xong này, là cái sắt thành hố pit kia nha. Đấy sáng nay anh nọc cho rồi, nhớ rồi nha. Cái bó 2m45 đấy nằm trên kia dài nhất đấy, còn 1m83 dựng đứng kia nha. Với lại cái còn mấy chục thanh nẻ tẻ 28 thanh đấy thì là anh nhớ nhầm, anh đếm được khoảng tầm 24-26 thanh, nhưng nó thiếu 1-2 thanh thì cắt đảng chung nó chế được. Đấy nó cắt sắt 10 đầy đấy. Đấy thì làm nốt cái vách thang máy đấy là đủ nha. Còn vách bể nước thì em với lại Giang chủ động tìm hết xong rồi với lại thường chung mà làm. Đấy bây giờ mố lên gốc rồi, hai gốc quan trọng nhất thì sợ là đang nấn thì không sợ nấn được nữa rồi. Đấy bây giờ chỉ cần bổ sung 1, 2, 3, 4, 5, 5 con dầm đấy buộc xong, yêu cầu là phải buộc luôn cả chống dẹo 5 con dầm ngang này này. Đấy với lại con này bổ sung lấy khoảng 3 con chống dẹo là ổn. Em phải chống dẹo con này nó đun về kia để không, nó không bị sậy ra bên này, hiểu không? Nó không bị đập về bên này được. Mình phải làm một con hình thang như này này, chống dẹo nốt vào cái chỗ trên trước kia kìa. Đấy cứ bây giờ một cái dầm dài như này mười mấy 20 mét thì mình phải chống hai con mặt này thì nó khỏi run con dầm này về đây. Nó chỉ chống về kia là nó chống về bên này để con nó dụng xong bên này là ổn. Đấy bổ sung đi, chiều nay chỉ bổ sung mấy cái chống dẹo xong này, còn đấy hàn cổ cột là thằng Trung nó làm được hết. Cái đấy nó tự lo. Nó đọc bản vẽ, nó bóc bản vẽ cổ cột thì em kiểm tra lại. Có 17 cổ cột đấy, nên kiểm tra xem là ổn đủ số lượng, xem là có vấn đề gì không thôi. Đấy còn thang máy đây, thang máy thì nắp tim kia đi lên. Đấy tim anh đã vạch gửi ra xong này, có đi căng dây. Căng dây xong rồi chiều điều chỉnh lấn đều một cái này là được thôi. Đấy đài đã vào hết rồi.
Thép đai bên này được hết rồi, còn bên này bây giờ chiều nay người ta dí nữa, người ta ghép cốt pha luôn cái vế này luôn này này, đang cấy cổ cột xong này này. Đây là tranh thủ bảo phải chống dẹo con này đi này, đây này. Bây giờ em buộc một con chống dẹo nữa đây này. Buộc một con đây nữa thì là nó run lên đây, nó không bị dừa dế về đây được. Đấy, buộc cái một hai con chống dẹo đây nữa, bên này các dầm này này, buộc chống dẹo đi, buộc dầm ngang này. Chú ơi. Lát chú buộc hết chống dẹo cái này mấy con dầm ngang này cho cháu về. Buộc đi cho nó khỏi run vế này đi. Nó bắt đầu lại run ra về vế này này. Buộc con chống dẹo này đi. Buộc buộc luôn cho cháu có đôi ba con đấy, buộc mỗi con chỉ cần hai con là nó cứng ngay mà. Vâng đấy, chú xếp cái này cho cô ấy buộc xong này, buộc cho cháu ấy chống dẹo này kia kìa. Con kia là chống dẹo nó khỏi bị đâm đầu tiến lên kìa. Đấy thì con này vậy, con cái con GM3 này xem điều chỉnh thẳng lên cho cháu với nha. Xem cái chân kia nó bị xó ra ngoài không nha. Với lại mấy dầm ngang này này buộc cho cháu mỗi cái nó tầm hai con chống dẹo nó khỏi đun ra ngoài này này. Với lại khỏi đun về vế bên kia kìa. Đấy là ổn. Đấy, còn vế này thì chắc chắn là bây giờ là cột lên. Cột lên thì là xong thì bên cốt pha đấy, mặt kia vậy. Mặt kia thế người ta sẽ chạy vòng quanh cái cốt pha mặt ngoài trước. Đấy là xong này là quay ra mình, việc của mình vẫn phải làm đứt con này, kết hợp thằng chung mà làm đứt được cái hố pit này với lại bể nước là xong thôi. Là ổn thôi chứ có gì đâu. Còn cái mấy cái kia có câu chú ấy tự làm rồi, bây giờ thép anh cắt anh gạt hết cho rồi. Không có khó khăn gì nữa. Cái thép kia chú nhá, là hố M10 nhá. Đây là hố M10. Mỗi vậy thôi. Hố M8, hố M8, hố M10 trên kia kìa. Cái kia là M8 này. Cái bên đống gạch này M10 này. Đấy, chú ấy luôn dạy cho dễ.